Giờ là ta họp mặt rồi là ôn lại cái lịch sử của trung đoàn 27. Trong cái thành phần thì có mời các đồng chí là bạn bè của cùng ở Nha Trang rồi ở Đà Lạt này đến dự cái buổi kỷ niệm 47 năm ngày thành lập trung đoàn hôm nay. Thì tôi xin thay mặt cái ban tổ chức sẽ có vài lời cái gọi là cái diễn văn chào mừng cái ngày thành lập của trung đoàn. Kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 năm 2015, Ban Liên lạc Trung đoàn 27 tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Trung đoàn, ngày mùng 8 tháng 2 năm 1968 và ngày mùng 8 tháng 2 năm 2015. Đến dự buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Lê Bài Dương, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, trưởng phó ban liên lạc của trung đoàn 27 tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đề nghị chúng ta nhiệt liệt hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đến dự buổi gặp mặt hôm nay còn có đồng chí giáo sư tiến sĩ Lương Minh Cao, nguyên là tham mưu trưởng lữ đoàn 52, đại tá thạc sĩ Phạm Văn Nho, nguyên là tham mưu phó trung đoàn 52 cùng có mặt hôm nay. Trung đoàn 52 với trung đoàn 27 là sư đoàn 320. Là các ông chí này là những cái người mà cũng đã cùng với một thời chiến đấu với trung đoàn 27 tại chiến trường Quảng Trị. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Đến dự buổi gặp hôm nay là có đồng chí Đỗ Mạnh Tào và đồng chí Viêm là cũng người mà cùng đơn vị gắn bó với chúng tôi đã hơn 30 năm ở tại Đà Lạt này. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu là có bác Vũ Thuộc nhưng mà hiện nay chưa đến, rồi là có con trai là anh Sơn cùng dự nhận lời là đến dự tiệc hôm nay đang chờ thì đến vào sau. Đến dự buổi gặp mặt hôm nay còn có các ông chí nguyên là lính của trung đoàn 27. Tất cả chúng ta ngồi đây là cái số mà trung đoàn 27 là đều có mặt tại là sinh hoạt ở Nha Trang và Đà Lạt này, có cả thầy là 15 đồng chí. Đặc biệt là có hai vợ chồng đồng chí Đặng Ngọc Thăng, nguyên là lính của binh đoàn 559, và cô Giang Lê và cháu Nguyễn Ngọc Long là thân nhân liệt sĩ của gia đình đã theo sát bước chân của các cựu chiến binh trung đoàn 27 hành hương về Quảng Trị trong những năm vừa qua. Và là trong đó thì có đồng chí Đặng Ngọc Thăng là có chú ruột là Đặng Ngọc Sơn của trung đoàn 27 đã hy sinh tại chiến Quảng Trị, và cháu Nguyễn Ngọc Long thì có chú ruột là Nguyễn Tử Mạch là cũng hy của lính trung đoàn 57 đã hy sinh. Thì mấy năm gần đây thì các đồng chí đều là theo sát trên cái bước chân của cựu chiến binh trung đoàn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Thưa toàn thể đồng chí, để ôn lại chặng đường lịch sử 47 năm đã đi qua, tôi xin thay mặt cho ban liên lạc trung đoàn xin lược trích một vài nét về trung đoàn 57 để chúng ta ôn lại những cái thời kỳ đã qua. Kính thưa các đồng chí, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta từ năm 1968 đã chuyển sang bước ngoặt mới ở miền Bắc. Đế quốc Mỹ đang thua đau trong chiến tranh phá hoại, buộc phải ném bom hạn chế và chấp nhận vào cái hội nghị bốn bên ở Paris. Ở miền Nam thì cuộc tiến công nổi dậy đồng loạt từ ngày 31 tháng 1 năm 68, quân và dân đã giành được nhiều cái thắng lợi rất là to lớn trong cái chiến trực tổng tấn công. Trước những cái yêu cầu về chi viện sức người và sức của cho chiến trường miền Nam, thì Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quyết định thành lập Trung đoàn 27 gồm 3 tiểu đoàn, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 và 3 cơ quan trung đoàn cùng với các đơn vị trực thuộc của tiểu đoàn 9, trung đoàn 271 của Quân khu 4 được điều về làm tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 43 tỉnh Đồi Nghệ An được điều về làm tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 44 được điều của Hà Tĩnh được điều về làm tiểu đoàn 3. Ba cơ quan trung đoàn cùng với các đơn vị trực thuộc đã điều về trong quá trình hành quân vào chiến trường. Ngày 8 tháng 2 năm 68, Đảng ủy trung đoàn họp phiên đầu tiên tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, và cũng từ đó ngày 8 tháng 2 đã trở thành ngày truyền thống của trung đoàn 27. Trong cuộc họp đảng ủy đầu tiên, là đồng chí Hà Tiềm là trung đoàn trưởng, đồng chí đoàn 6 chính ủy, đồng chí Trần Thất trung đoàn phó và đồng chí Ngô Trí Bình là phó chính ủy, đồng chí Lê Sinh là tham mưu trưởng trung đoàn và đồng chí Võ Xuân Tần là chủ nhiệm chính trị. Trọng tâm nghị quyết của đảng ủy trung đoàn là khẩn trương đưa trung đoàn vào chiến đấu,
tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 là đã tập kết ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên để chuẩn bị vượt sông Lam. Tiểu đoàn 3 đã hành quân lên phía tây của thành phố của Hà Tĩnh, tức là trên trục đường 1, cùng với các đơn vị lần lượt hành quân trên đi vào chiến trường. Trong thời gian không cho phép xuất lễ xuất quân, nhưng tất cả các cán bộ và chiến sĩ đều dấy lên niềm tự hào vinh dự ra đi chiến đấu từ quê hương của Bác và nhận lệnh rất khẩn trương. Máy bay địch tuy có đánh phá ác liệt, nhưng Bộ Tư lệnh Quân khu, tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng với Ban chỉ huy Trung đoàn 271 đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ lên đường hành quân, tổ chức rất là nhiệt tình và chú đáo. Ngày 20 tháng 2 năm 68, tiểu đoàn 3 đã có mặt tại Vĩnh Linh, tiểu đoàn 2 tập kết ở Tây Vĩnh Linh và đã cùng với các đơn vị đã chuẩn bị bước vào Nam chiến đấu. Ngày 25 tháng 2 năm 68, tại Vĩnh Chấp, Ban chỉ huy Trung đoàn nhận nhiệm vụ đưa tiểu đoàn 3 vào triển khai trên phía đông chiến dịch chặn quân địch đóng lấn trừ bắn đạn từ điểm cao 31 đến bến ngự và cầu và chở cầu. Tiểu đoàn 2 đã vây ép Côn Tiên, lập căn cứ không cho địch đóng lấn ra Côn Tiên. Tiểu đoàn 1 đang khẩn trương chuẩn bị và làm lực lượng dự bị của trung đoàn. Như vậy chỉ sau 2 tuần lễ từ ngày thành lập, đơn vị đầu tiên của trung đoàn đã trực tiếp chiến đấu ở phía bắc chiến trường Quảng Trị, đánh thắng trận đầu tiên là làng Gia Bình của tiểu đoàn 2 và đánh vang dội trận Phúc Sa của tiểu đoàn 3 của mùa xuân năm 68, đã viết lên trang sử vàng cho lịch sử của trung đoàn 27. Tiếp theo là những cái trận đánh như ở Xuân Hòa, Gió An, các điểm cao 161, điểm cao 54, 514, 322, 288, đồi Thám Báo, Bãi Tân Kim, Sắp Đa Mài, vân vân, đã tiêu diệt hàng ngàn lính Ngụy và Mỹ, gây hoang mang cho địch không đồng lần ra ở phía bắc, tạo thuận lợi cho các đơn vị tiến hành gây ép địch ở phía tây. Trong chiến dịch tiến công năm 72 chiến trường Quảng Trị, trung đoàn 27 đã đánh trận chiến dịch mở đầu cứ điểm 514, mở tung cánh cửa phía tây cho các đơn vị chủ lực tiến công vào giải phóng điểm cao 241 thị xã Đông Hà. Trung đoàn là nhận một lần nữa được Bộ Tư lệnh chiến dịch giao nhiệm vụ thọc sâu hướng đông từ cửa Việt vào Linh Quang tiến vào giải phóng quần lý Hải Lăng. Trung đoàn đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức chiến thuật tiến công thọc sâu táo bạo, bám trụ kiên cường, cơ động linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn, đã góp phần đập tan tuyến phòng thủ phía tây của địch ở Quảng Trị và hỗ trợ cho nhân dân hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng vùng lên giải phóng địa phương quê hương. Giai đoạn chuyển vào phòng ngự, trung đoàn giao nhiệm vụ tuyến phòng thủ từ thôn An Lòng, xã Triệu Hòa, Bích La Trung, Bích La Nam, xã Triệu Đông, thôn Hà Mi, Nại Cửu, chợ Sải, xã Triệu Thành ở phía đông thành cổ. Những trận đánh diễn ra trong cả ngày và đêm, tranh chấp giành giật từng căn hầm, ngôi nhà, bìa làng rất ác liệt và góp phần giữ vững, tạo điều kiện cho các đơn vị bạn bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm. Đến năm 73, theo chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu, trung đoàn đã điều về đội hình chiến đấu của sư đoàn 30, nay là sư đoàn 390. Đến ngày 24 tháng 10 năm 73 thì có quyết định thành lập quân đoàn 1, quân đoàn đầu tiên của chủ lực quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1975, cùng khí thế sôi sục của cả nước chuẩn bị cho cuộc tiến công chiến lược, cán bộ chiến sĩ trung đoàn cùng với các đơn vị trong quân đoàn đã thực hành cuộc hành quân thần tốc trên chặng đường 1.700 km tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Những trận đánh vang dội ở quần lý Tân Uyên, Lái Thiêu, cầu Vĩnh Đình, cầu Bình Phước, trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở màn cho lực lượng thọc sâu của sư đoàn đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu ở Sài Gòn đúng vào thời điểm kết thúc 30 tháng 4 năm 75. Trong 7 năm chiến đấu, trung đoàn đã tiêu diệt và làm tan rã hơn 2 vạn tên địch, gồm có 1 vạn tên Mỹ, bắt sống 940 tên, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 20 tiểu đoàn, 31 đại đội, bắn cháy 79 xe tăng, phá hủy 440 xe pháo các loại và có nhiều xe tăng, xe bọc thép. Trung đoàn đã được nhà nước tặng thưởng 5 huân chương chiến công và phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang năm 1973. Đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Ngày 18 tháng 5 năm 75, trung đoàn được lệnh
cùng đội hình của sư đoàn và quân đoàn hành quân ra phía Bắc với toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trung đoàn đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, thực hành cải thiện đời sống, góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Đến năm 91, theo chỉ thị của cấp trên, trung đoàn thực hiện rút gọn khung thường trực làm nhiệm vụ huấn luyện dự bị đồng viên. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ của cấp trên giao. Trong thời kỳ đổi mới, trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước xét tặng danh hiệu anh hùng cho tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3. Tiểu đoàn 3 là năm 2011 và tiểu đoàn 2 là năm 2014, tức là năm cuối năm vừa rồi. Và xét truy tặng anh hùng cho 4 đồng chí là liệt sĩ theo cái đề nghị của các cái ban liên lạc của trung đoàn, là gồm có đồng chí Cao Như Thiêm, rồi đồng chí Lê Nhật Tùng, rồi đồng chí Trần Huy Quang. Kính thưa toàn thể các đồng chí, dù xa trung đoàn nhiều năm, theo yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức phân công, đến đơn vị mới, mỗi người có một cương vị khác nhau, và đến hôm nay chúng ta đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã trở về với đời thường. Nhưng chúng ta cũng không bao giờ quên những tháng năm chiến đấu, rau rừng, cơm vắt, máu trộn bùn non. Chúng ta vẫn luôn luôn nhớ, tri ân đến những đồng chí đồng đội của chúng ta đã hy sinh để giành lại độc lập cho dân tộc. Như chúng ta thường nói là bạn đã chết thay cho tôi để được tôi được sống đến hôm nay. Chính vì vậy mà những năm gần đây, ban liên lạc trung đoàn 27 trong cả nước dưới sự sâu nối của đồng chí nhà báo Lê Bá Dương đã tổ chức những cuộc hành hương về chiến trường xưa để tìm hài cốt hay tìm lại danh tính cho đồng đội, hoặc là thả hoa thắp hương trên sông Thạch Thản kính viếng các anh hùng liệt sĩ. Một việc làm mang đầy ý nghĩa về tình cao cả giữa đồng đội và cũng mang tính tâm. Một trong những ca khúc của Tạ Nghi Lễ. Một trong những ca khúc của Tạ Nghi Lễ.